Cây atiso đỏ thuộc họ cẩm quỳ, có nguồn gốc từ Tây Phi, còn được gọi là bụp giấm, bụp chua, cây rau chua hay lạc thần hoa. Cây atiso đỏ mọc cao từ 1,5 đến 2 mét, thường sống khoảng 1 năm, phần nhánh gần gốc và có màu tím nhạt. Lá hình trứng, hoa thường đơn độc ở nách lá, hầu như không có cuống. Bao quanh quả là lông thô mang đài màu đỏ sáng và quả năng hình trứng. Có tràng hoa màu tía hoặc vàng hồng, đôi khi cũng có màu trắng. Từ tháng 7 đến tháng 10 là thời gian để cây ra hoa. Khi hoa tàn sẽ lộ ra quả atiso có vòng đỏ bao quanh. Mỗi quả atiso được bao phủ bởi một lớp lông dài bên ngoài và có gắn một đài hoa màu xanh. Bộ phận dùng làm thuốc của cây atiso là hoa và lá. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vị thuốc quanh ta. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những cái công dụng cũng như là những cái bài thuốc từ cây atiso. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì còn có y sĩ Đỗ Thị Hiền, phó trưởng trạm của trạm y tế xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Dạ vâng, xin chào y sĩ ạ. Xin chào em, xin chào quý vị khán giả. Vậy thì những cái công dụng của cây atiso này là gì thưa y sĩ ạ? Cây atiso có rất nhiều loại công dụng. Theo đông y, lá atiso có vị đắng, hơi ngọt, tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt. Theo nhiều nghiên cứu, tác dụng chủ yếu của cây atiso là lợi gan, mật, giảm cholesterol, điều trị triệu chứng sơ, vỡ động mạch, hỗ trợ điều trị tiêu hóa. Vậy thưa y sĩ là y sĩ có thể chia sẻ một số cái bài thuốc cụ thể mà có sử dụng cây atiso này ạ? Sau đây tôi sẽ chia sẻ đến quý vị các khán giả một số bài thuốc có dùng cây atiso. Bài thuốc thứ nhất về chữa bệnh tiểu đường. Bài 1, dùng khoảng 50g hoa atiso đem phơi khô, tán nhỏ, cho vào lọ thủy tinh, đậy lắp kín. Mỗi ngày dùng khoảng 2g một để pha với nước trà uống. Bài thứ hai, quý vị có thể lấy 100g hoa atiso và 100g lá atiso đem luộc lên để ăn như rau thông thường. Bài 3, chuẩn bị 50g hoa atiso, 50g ý dĩ, 150g lá lách lợn và gia vị. Sau đó đem các nguyên liệu rửa sạch, thái miếng, cho vào bát lớn để ướp gia vị. Đem hấp cách thủy cho đến khi chín thì lấy ra ăn ngày một lần. Điều trị khoảng 10 ngày thì dừng khoảng 5 ngày và sử dụng lại. Bài thuốc tăng cường chức năng gan, giải độc cơ thể, dùng khoảng 50g hoa atiso, 100g gan lợn và gia vị. Ban đầu quý vị sơ chế nguyên liệu ướp gan, còn hoa atiso đem cắt nhỏ, dã nhuyễn và lấy nước. Sau khi xào chín gan, quý khán giả cho nước cốt atiso vào, nấu với gan khoảng 15 phút nữa thì ngưng nấu. Dùng món này để ăn mỗi ngày để thanh lọc cơ thể. Vậy thì khi mà mình sử dụng cây atiso này thì mình cần phải lưu ý những gì không thưa y sĩ ạ? Khi sử dụng cây atiso cần một số lưu ý sau. Atiso chống chỉ định với trường hợp như sau: loét dạ dày, tá tràng, người thường bị lạnh bụng, người mệt mỏi, biếng ăn. Khi sử dụng atiso cần phải thận trọng. Cây atiso có thể gây ra một số tương tác thuốc. Vì vậy, không nên sử dụng kết hợp dược liệu này với thuốc. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Nếu sử dụng atiso trong thời gian dài thì nên kiểm tra lượng cholesterol thường xuyên, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hạn chế chất béo tối đa. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những cái chia sẻ của y sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những cái chia sẻ mà y sĩ Đỗ Thị Hiền vừa mới gửi đến thì quý vị và các bạn đã có những cái hiểu biết về công dụng cũng như là những bài thuốc của cây atiso. Và đến đây thì chuyên mục Vị thuốc quanh ta tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.